Vâng, em chào tất cả các bác và các bạn. Thì trong buổi chiều hôm nay em cũng review và chia sẻ gửi tới các bạn một video. Buổi chiều hôm nay em phun cam. Thì cũng lâu rồi, vườn cam em cũng rơi vào tầm cỡ khoảng gần 2 tháng các bạn. Vừa rồi thời tiết nắng xong lại mưa, mưa triền miên luôn, mà mưa liên tục nên nắng xong là mưa, cho nên là cam cái thời điểm này hầu hết kể cả chắc mọi người chắc nhà em cũng thấy đa số cũng đang bị cái lấm khuẩn các bạn. Các bác, cái lấm khuẩn là cái nó sẽ bị gây cháy đầu lá và nó sẽ sinh ra cái vấn đề là nó rụng lá. Thì trong thời điểm này thì nó cũng tạnh mưa được vài hôm. Thì hôm nay em làm một cái video gửi tới các bác và các bạn cùng chia sẻ và em chia sẻ gửi tới các bạn. Thì để làm sao để biết cái tình cái bệnh khuẩn và cháy đầu lá thế nào, để phun thuốc nào hiệu quả, thì em chia sẻ gửi tới các bác và các bạn cùng đồng hành video hết video. Em chia sẻ và xem một số hình ảnh và em sẽ pha chế và chia sẻ gửi tới các bác những cái dòng thuốc hôm nay em phun. Vâng, đây các bác, đây chẳng hạn những cái đầu lá này. Đây cái đầu lá nó sẽ cháy này các bạn. Đấy. Vừa rồi nó bị nhá. Thì vườn em cũng đang một số nó cũng đang rơi này, nhưng mà các bạn mà không phun nhanh nó sẽ cháy. Có chỗ là cháy bạt, là cháy hàng hàng bạt đấy, xong nó rụng hàng loạt xuống. Đấy, sau nó gây ra cái hiện tượng là nó sẽ bị cây nó sẽ bị suy kiệt, nó sẽ bị lấm vào quả, mà lấm vào cái rốn ấy. Cái rốn quả nó rất quan trọng. Thì trong buổi chiều này em sẽ chia sẻ gửi tới các bạn một số hình ảnh đây. Đây nữa các bạn. Đây. Cái bạn này em này, cam quả này, đây nó đang cháy này. Đấy. Thì để mình khắc phục thế này, mình sẽ đánh cái khuy khuẩn này để cho nó dừng lại và nó không lây lan sang được những cái chùm khác. Đây các bác này, đây này. Đấy. Rất nguy hiểm luôn, cái này mà không phun nhanh thì nó sẽ bị lây lan, mà nó sẽ bị cháy hàng loạt bông luôn. Thì trong buổi chiều hôm nay em sẽ gửi tới các bác các bạn một số hình ảnh chia sẻ. Thì đây em cũng đưa các bác các bạn xem một số hình ảnh cam nhé. Thì cái vườn cam nhà em thì năm vừa rồi em bắt lại, quả nó cũng tương đối đây các bạn, cũng mà rồi trống chưa bỏ được các bạn. Đấy, mà những cái lá đây này, các bạn nghe đây này. Đây cái lá vừa rồi nó còn rụng thôi này, vun nhanh nó sẽ cháy rụng hết xuống ấy. Lá nó sẽ bị mất cái quang hợp, nó cháy rụng bớt đi lá là nó sẽ bị hạn chế đấy. Cái này, cái bệnh này nó rất phổ biến luôn, hầu hết là mưa ở đâu cũng thế thôi. Nếu mà phòng trừ được sớm thì phòng được ấy, thì là nó không có gì. Còn không thì đa số là bị các bạn. Vâng, thì đây các bạn xem này. Đây nó rất chi là nhanh luôn nha. Đây các bạn xem này, lá nó rụng đây này. Đấy. Đây là cái chai đầu lá tầm này mà nó rụng nha, nên là mưa ẩm nhiều đấy, ẩm thấp cao đấy. Thì hôm nay em sẽ đánh một số dòng thuốc để làm sao nó xử lý được cái bệnh này. Và em cũng mời các bác cũng về chỗ hôm nay để em pha thuốc em phun hôm nay. Em mời các bác và các bạn. Thì cái vườn em hôm nay thì vườn ở nhà thôi. Thì em phun rơi vào tầm có khoảng 300 lít đổ về, khoảng hơn 200. Thì trong buổi chiều hôm nay em sẽ chia sẻ đây, gửi tới các bác một số thuốc trong hôm nay thì em phun thì gửi tới các bác. Thì em cũng tháng 2 tháng rồi các bạn. Đây hôm nay em sẽ phun thêm kỹ này. Kỹ này. Khuẩn này. Đấy. Khi mà cây nó bị nấm bệnh ấy, khuẩn ấy, thì các bác chỉ lên là phun cộng phối kết hợp cộng với lấm và sâu đi nhá. Thì phân bón lá hay là dạng phân dưỡng trái thì tốt nhất là các bác dừng để đợt sau các bác phun. Thì trong buổi chiều hôm nay thì em cũng sẽ phun thì cũng âm u đấy các bác. Thì nó âm u này, cũng là mưa, nó được lắng ráo được ngày hôm qua hôm nay nắc đá, nhưng mà thôi mình đã bị bệnh, vẫn bị bệnh thôi, mình tranh thủ mình phun cái mưa bé mình phun để cho dừng lại, không để có tiếng lá nào nó sẽ cháy đầu lá, nó sẽ rụng hết, mà đa số nó sẽ hồi cái lấm khuẩn ấy nó sẽ lan vào cái rốn quả nha. Rốn quả các bác nào mà không xử lý được tốt ấy, nó sẽ bị gây và ăn nõm cái rốn cây quả, nó sẽ bị thành một khuyết kiểu như cái ngón tay mình bấm ấy vào ấy, nó tật là lâu ấy, lâu nó bấm vào thối xong nó sẽ gây ra lứt toang. Thì trong buổi chiều hôm nay em sẽ phun em pha thì gửi tới các bác này. Thì chị thì em cũng phun hôm nay em phun cái vườn em rơi vào 250 thì hôm nay em sẽ cộng cái một lọ chị này các bạn. Đấy, cái loại chỉ này thì nó đây sạch chỉ cho các bạn. Thì cũng như cái đợt trước ấy, thì em vẫn giới thiệu các bác thì thành phần trà lo phi nó 24%,
một số và hai ba thành phần nữa, và một cái phụ gia, đặc biệt cái phụ gia thì nó rất tốt để cho phun cộng kết hợp với các loại sâu, cái sâu chích hút và dày chích hút. Một lọ này em sẽ pha tấm 250, chai nó 200ml nha các bạn nhé. Và em cộng thêm với một cái gói gôn Lofa La này 30fg nha, là chị Trí đấy, thì nó cũng phun rất tốt, cộng với nó có thành Tiamotrosam này với Cidadivet này là 65%, nên cái này nó phun chỉ với phun sâu dày, thì em sẽ phối hợp cộng vào một gói. Một lọ này nó rơi vào tầm 250 lít, và em sẽ khuẩn này, cái khuẩn hôm nay em sẽ cộng vì nó đã bị rồi thì mình nên cộng, mình cộng thêm, nên là nó rơi vào mỗi gói khuẩn 200 lít các bác nhá. Mỗi khuẩn này thì nó rơi vào là gói này 130g các bạn, đây 130g. Thường thường một gói này nó phun đúng chuẩn chỉ nó là rơi vào là 200 lít, thì em sẽ cộng, hôm nay em sẽ cộng rơi vào tầm một gói rưỡi khuẩn này với em cộng thêm với một chai thần đèn nhá. Thần đèn này thì là nó có thành phần là nó cũng trị về cái bệnh này rất tốt, về các dòng lấm ấy, và trước hết là tẩy trái quả bóng này, các lòng dòng những hạn như các bác mà có những cái có một số quả trong thân ấy mà ra sai mà chùm ấy, đa số mà sau nó sẽ bị rụng mà nó sẽ bị vàng ấy, xong nó rụng, tự nhiên nó rụng ấy, là các bác phải phối hợp cộng thêm với cái này mà quả sai trong thân. Thần đèn nó tẩy trái rất tốt luôn, thì trong cái thành phần thần đèn nó có thành phần hoạt chất là của tin và xịt co các bạn, tin và xịt co đến nó ở chỗ này. Dòng SC, dòng này mát này, dòng lấm này, thì hôm nay sẽ phối cộng này, em chỉ cộng một cái chai thần đèn này cộng với hai gói khuẩn này, và phối kết hợp với một gói Forada chỉ sâu với một cái chai chỉ kìa, là em cộng và em phun 250 lít trong buổi chiều hôm nay để cho trị được cái bệnh bị cháy đầu lá này với những cái quả trong thân ấy mà các bác mà xem thường nó hay bị dám mà nó sẽ khác khi nó rụng đấy, nó vàng nó rụng đi, là các bác phun cái chai thần đèn là cái thành phần nó trị rất tốt. Còn không, các bác cái thần đèn thì nó có thành phần, nhưng các bác dùng những cái loại chai như là Zika Top này, Pha Top này, hay là Top Rosa này, cái thành phần nó cũng hoạt chất nó như nhau đấy, thì các bác dùng cái thành thần đèn thì nó là em như những cái video trước em chia sẻ chai thần đèn, tên thần đèn nó tên của chai thuốc thôi, là mỗi công ty nó sản xuất cho mỗi đại lý một cái mác khác nhau, thì thành phần thuốc vẫn hoạt chất một số thành phần vẫn như nhau, 450 SC các bác nhá. Thì trong buổi chiều hôm nay em cũng chia sẻ gửi tới các bác và các bạn những hình ảnh của cây cam, bệnh cam, và hình ảnh của những dòng thuốc để mình phun trong làm sao để cho nó đạt hiệu quả cao. Thì bây giờ em cũng trước hết em xin phép các bác dừng video đây, em để em phun. Các bác phun xem, các bạn xem video cho em xin một like, một nút chia sẻ, và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ kênh em nhé, để em ra những video sau hữu ích và hay hơn. Thì trong buổi chiều nay em cũng pha cái bài này, vẫn cái bài như thường niên đấy các bạn đây. Em chưa bơm nước, em cũng vừa ra cũng đang mưa này, mưa để em đợi tí tạnh em phun. Thì hôm nay em sẽ phun tầm có khoảng 250 lít cái quần cam của em này các bác. Đấy, quần cam em nó lại quả nó cũng rung rinh, cũng tương đối các bạn. Vâng, em chào các bác.